quản lý tiệm bánh này nữa không chị? Nếu bây giờ chị mà không giúp em á, là sẽ không có chi phí để em gửi vô viện dưỡng lão cho mẹ. Đã xong vô được nhà của tôi. Cậu quan tâm chuyện đó làm gì? Cậu quên tôi từng là chủ căn nhà này rồi sao? Lúc này sức khỏe vợ cậu thế nào? Tiền của tôi cậu đã nhận rồi, cậu nhất định phải làm. Cậu chủ, có đàn em báo phía trước có công an lập trạm. Anh em nhanh tay chỉ tất cả hàng vô các ba lô, nhanh lên. Tôi đã nói tôi đang có việc bận mà, khi nào xong việc tôi sẽ gọi cho ông. Chàng nghĩ túi hàng bị cháy ở Đà Lạt của chúng ta là giả sao? Ta không biết, nhưng vấn đề là ta không muốn bị ai qua mặt. Người hiền, trái tim em dần biết rung động, dùng tình yêu ấp ôm tâm hồn em. Đặt hết nhớ thương và niềm tin cho nhau, suýt nữa thì làm em quên mất. Hai ta ngược chiều yêu thương, quên mất đôi tim anh nhìn khác hơn. Ta có hay không trời riêng, tại sao bước chung đoạn đường? Xin lỗi vì không thể chọn ý.